Em Quân xin chào các bác nha. Chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ. Nay em Quân lại tiếp tục review cái món trâu sấy nhà em đang cung cấp trên thị trường. Đây, cái đĩa thịt trâu sấy em đã xé rồi đây. Không thể thiếu được cái chẩm chéo nhá. Bây giờ em làm miếng. Mời các bác nha. Chấm là chẩm chéo này. Quá ngon luôn các bác. Làm miếng nữa nhá. Trâu sấy. Trâu sấy rất ngon các bác nhá. Thịt trâu sấy nhà em là lựa những thịt trâu tươi ngon. Rất là ngon luôn các bác. Phản hồi của khách hàng rất là tốt. Ăn rất ngon. Em mời các bác nha, làm miếng nữa nhá. Trâu sấy. Trâu sấy phải uống bia nhá. Mời các bác nha, làm lon bia Việt này. Quá ngon luôn. Tiện thể quảng cáo tí xíu. Nghe em có cái cây cóc à? Nghe ra hái vội được chùm này. Bẻ quả cóc ăn. Làm quả to. Ấy. Cóc Thái nhá. Cóc Thái tay em trồng nhá. Ra nó sai quả lắm các bạn. Đấy. Chấm. Hết được chấm luôn. Làm miếng trâu nữa nhá. Trâu sấy. Trâu sấy ăn kèm cóc rất ngon. Chua chua. Bao tử cắn cả rõ luôn rồi. Nó to này. Làm miếng thịt trâu nhá. Quá ngon luôn các bạn. Các bạn đã ăn thì ở em Quân nhá. Hoặc là các bác kích vào giỏ hàng. Giỏ hàng em để bên dưới này. Hoặc là alo số hotline của em. Hoặc nhắn tin cho em nhé. Zalo, Facebook hoặc YouTube hoặc TikTok. Còn Quân ship mọi miền Tổ quốc nhá. Đấy, thì trâu sấy Yên Bái. Rất ngon luôn. Đại là miếng cóc nào. Làm thịt bia. Rồi em mời các bác nhá.